ta nhìn xa xa nè, đó là vợ bên kia đường đó. Và nhưng mà muốn qua bên kia đường chúng ta phải đi lên tí nữa và có cái vạch qua đường. Và nơi đây cũng có một dãy phố xưa, dãy nhà xưa ở nằm ở ngay góc Đỗ Ngọc Thạnh và Hải Thượng Lãn Ông. Rồi bây giờ em mời cô chú chị ta cùng tiếp tục đi đến cái trên kia để mình qua bên kia đường ha. Em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn, chúc bà con mình và hạnh phúc. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là đường Hồng Bàng. Ngày xưa thì có lẽ đây là đường Lục Tỉnh. Theo thẳng hướng camera chúng ta sẽ đi về An Đông, chợ An Đông, rồi đường Thạnh Thái. Năm xưa cũng là đường An Dương Vương ngày nay. Và đi đến một tí nữa thì chúng ta có đường Châu Văn Liêm, là đường Tổng Đốc Phương ngày xưa. Và nơi đây chúng ta đang đứng đây là tòa nhà phía dưới tòa nhà Thuận Kiều Plaza ngày xưa, ngày nay là Garden Mall, với một cái sắc màu rất là mới, một cái màu xanh so với ngày xưa là một cái sắc màu vàng. Và đối diện Garden Mall thì ngày nay cũng có rất là nhiều cái building lớn. Thì chúng ta đang ngã tư trước mặt, giao lộ trước mặt chúng ta đó là đường Dương Tử Giang. Để đi, nếu mà chúng ta quẹo trái sẽ đi đến cái chợ Tân Thành, rồi quẹo phải thì đi vô chợ Giải Sói Kình Lâm, và đi tới tí nữa chúng ta có cái chợ Thủ Đô. Thì hành trình hôm nay em mời cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng đi đến một ngôi chợ mà có lẽ đây là ngôi chợ rất là thân thuộc đối với tất cả cô chú anh chị và bạn đã từng xem những cái video trên YouTube. Nhưng mà có một số cô chú anh chị hỏi thắc mắc không biết chợ Kim Biên ở đâu và đường đi vị trí như thế nào. Thì hôm nay nhân dịp cái chuyến đi đến chợ lớn thì sẵn đây em sẽ giới thiệu đến các anh chị và các bạn những cái hình ảnh về khu vực này. Và chúng ta sẽ xuất phát từ cái vị trí Garden Mall nha, giao lộ Dương Tử Giang và Hồng Bàng. Theo thẳng hướng này mình sẽ đi về An Đông, và sau lưng chúng ta đó là Sa Cảng miền Tây. Để các anh chị và các bạn khi mà có đến Sài Gòn và ở những cái khách sạn gần đây, đại loại như những khách sạn ở trên đường Châu Văn Liêm, Tổng Đốc Phương, thì chúng ta sẽ đến được cái ngôi chợ này rất là gần. Thì trong ngôi chợ đó bán rất là nhiều đồ, bán sỉ, bán lẻ, những cái vật dụng, quần áo, thì đặc biệt ngôi chợ đó bán rất là nhiều cái hóa chất. Hóa chất thực phẩm, hóa chất công nghiệp, rất là nhiều loại, những cái phẩm màu để pha nước sơn rồi rất là nhiều luôn. Chúng ta thấy bên Garden Mall có một cái sắc màu rất là đẹp, đó là một cái lồng đèn, những cái sắc màu của lồng đèn Trung Thu, cho thấy Trung Thu cũng sắp cận kề rồi, vài tuần nữa thôi. Và bên tay phải đó là ngôi chợ, chợ Thủ Đô mà lúc trước chúng ta đã có đi vô đó rồi ha. Ngày nay là nằm trên đường Phùng Hưng, cái ngôi chợ rất là xưa cổ ở Sài Gòn này. Và ngày xưa xưa khu vực này cũng là một cái khu gọi là thủ đô của Sài Gòn. Theo em tìm hiểu sách báo và thông qua những lời chia sẻ của các anh chị và các bạn là như vậy ha. Rồi tới đây là giao lộ của Tổng Đốc Phương Châu Văn Liêm. Chúng ta sẽ quẹo phải nha, quẹo phải vào Tổng Đốc Phương. Nếu mình quẹo trái là sẽ đi ra đường Nguyễn Chí Thanh, và nơi đó có chợ Thiết, rồi bệnh viện Chợ Rẫy, khu Hoàng Đức Tương đó, và khu vực
Tổng Đốc Phương ngày nay thì cũng có rất là nhiều cái khách sạn, tuy là không có cao cấp hiện đại như là ở khu vực trung tâm Sài Gòn ngày nay, nhưng mà cái thiết kế, cái diện tích thì cũng rất là lớn, mang đậm tính chất cổ điển. Và ở đây có quán ăn dân ít, đại loại như khách sạn Tân Thủ Đô, Tân Thủ Đô ngay vị trí chợ Thủ Đô, đường Phùng Hưng, đường Lão Tử. Và nếu các anh chị, các bạn ở khách sạn trên đường này, chúng ta sẽ có cái giao lộ Nguyễn Trãi, và nơi đây có quán cơm gà Đông Nguyên bên tay phải chúng ta đây. Quán cơm gà Đông Nguyên thì em cũng có review ở đó nhiều lần rồi ha, cô chú anh chị có thể xem lại, mang tính chất những hình ảnh, mang tính chất tham khảo. Về những cái video em làm theo lời yêu cầu của cô chú anh chị thì nó hoàn toàn miễn phí và không có một cái gì đó mà. Ông đèn đỏ mình nhìn, mình dừng lại mà có người lại lại nói chung là có những cái không hay. Vì cái chỗ này rất là ít xe nên thành ra người ta rất là ít dừng đèn đỏ, mà nếu mà không dừng thì lỡ con em ta coi đó, cái chị mặc áo đen nè mới vừa nhăn em đó, lỡ con em chúng ta coi thì nói sao ba lại dừng đèn đỏ, ủa sao ba lại dừng đèn đỏ, đèn đỏ là phải dừng lại mà. Bây giờ con nít nó cũng khôn lắm, nó xem nó cũng biết hết rồi đó. Và chúng ta quẹo phải con đường Hải Thượng Lãng Ông. Với con đường này, cái sắc màu ngày hôm nay đó là những cái lồng đèn Trung Thu, rất là nhiều cái kiểu lồng đèn. Và chúng ta bên tay phải mình có cái đường Tống Duy Tân, một cái con đường bán rất là nhiều cái kim chỉ rồi vật dụng mai mặc. Và đối với con đường Khổng Tử ngày hôm nay cũng là con đường Hải Thượng Lãng Ông thì rất là sôi động. Và ở đây có một cái ngôi trường rất là xưa, đó là trường Trần Hội Cơ. Thì hôm nào để em sẽ đi bộ con đường này rõ hơn để các anh chị và các bạn mình cùng nhìn ngắm nó chi tiết. Và hôm nay cái video này chúng ta sẽ nói về cái địa điểm đó là chợ Kim Biên. Chúng ta nhìn bên đây, đó là cái giao lộ Đỗ Ngọc Thạnh. Và mình nhìn bên tay trái, đó là một ngôi chợ mà chúng ta đang hướng đến, đó là ngôi chợ Bình Kim Biên. Đó. Chúng ta nhìn xa xa nè, đó là ở bên kia đường đó. Và nhưng mà muốn qua bên kia đường chúng ta phải đi lên tí nữa mà có cái vạch qua đường. Và nơi đây cũng có một dãy phố xưa, dãy nhà xưa ở nằm ở ngay góc Đỗ Ngọc Thạnh và Hải Thượng Lãng Ông. Rồi bây giờ em mời cô chú chị ta cùng tiếp tục đi đến cái trên kia để mình qua bên kia đường ha. Nếu các anh chị, các bạn đã xem bản đồ thì chúng ta cũng hình dung được cái vị trí của khu chợ này. Nó nằm bốn mặt, một mặt là Hải Thượng Lãng Ông, một mặt là đường Kim Biên và một mặt là đường Vạn Tường. Ở phía sau
đó là Phan Văn Khỏe. Đó, phía trước chúng ta thấy quá trời bánh trung thu luôn không? Đó. Bây giờ là mua một tặng một rồi, có chỗ là để mua một tặng hai. À, bây giờ chúng ta sẽ quẹo trái nha, quẹo trái rồi quẹo trái nữa cái đường Hải Thượng Lãn Ông. Và có đường Hải Thượng Lãn Ông, cái này là bên đây là một chiều. Chúng ta sẽ xuôi chiều đi đến theo hướng này, mình sẽ đi đến cái bưu điện trung tâm chợ lớn. Bưu điện thì có bưu điện trung tâm Sài Gòn, bưu điện trung tâm chợ lớn, hai bưu điện lớn nhất ở Sài Gòn hiện nay. Và bên đây chúng ta nhìn qua bên phải thì đó là chợ Kim Biên, theo dọc cái con đường Kim Biên này mình sẽ bọc qua cái đường Phan Văn Khỏe bên tay trái. Cái hình ảnh rất là tấp nập mà để mình xem thoáng qua những cái sản phẩm mà ở đây họ buôn bán ha. Thì có thú bông rồi cây lau nhà rồi dù rồi ca đựng nước rồi bình giữ nhiệt. Ở đây có xà bông, cái sút, cái hóa chất. Và bên đây có cái hàng quán uống nước. Chúng ta sẽ uống ly nước nha. Một ly mía đem về chị. Đây mình sẽ đứng xem ở đây người ta buôn bán như thế nào ha. Tại vì mình đứng lại này không mua đồ thì cũng kỳ lắm, nhưng mà mua cho người ta vui. Nhiêu tiền ấy? À, phía trước chúng ta thấy bán ổ khóa nè, bán ổ khóa rồi bán những cái kiến rọi mặt. Và bên đây bán về hóa chất. Rồi những cái đồ chơi nhỏ nhỏ như quạt du lịch rồi đó là ở đây bán rất là nhiều ha. Đèn pin rồi pin rồi đồ bấm móng tay rồi xà bông xịt phòng rồi đó. Xà bông xả quần áo rồi sáp thơm rất là nhiều luôn. Rồi mời bà con uống nước mía nha. Rồi chúng ta đi tiếp tục. À, đây bán đồ chơi nít nè, lồng đèn trung thu rồi. Đây thì vải nhiều lắm. Tới khu này là hóa chất nè. Chụp quá chất luôn. Những cái nhũ pha sơn rồi đó. Phía trước mặt chúng ta đó là đường Phan Văn Khỏe. Phải dãy nhà cấp 4 rất là nhiều. Và chúng ta quẹo quẹo trái qua bên con đường bên kia. Và bên kia là đường Vạn Tượng. Đường Vạn Tượng thì có cái một cái nếu ta quẹo phải là sẽ đến một cái địa chỉ đó là 21 Vạn Tượng, với rất là nhiều người trị bệnh ở đó, một cái địa chỉ
để các anh chị bạn tham khảo ha. Một cái thầy bốc thuốc rất là giỏi, rất là nổi tiếng, đó là thầy ở 21 Vạn Tường. Và bên đây chúng ta sẽ đi thẳng ra bên kia là đường Hải Thượng Lãng Ông. Với cái bên đây thì cái ngành hàng nó sẽ khác, đó là những cái kiến, rồi học quẹt Zippo, rồi những cái chuông, rồi đồ đi phượt, lưới đánh bắt cá đó, rồi vợt mũi. Nhưng mà chúng ta thấy xen lẫn vào đó là những cái ngành hàng rất là nhiều luôn. Nên cái đặc trưng của ngôi chợ này là hóa chất. Chúng ta sẽ qua con đường Hải Thượng Lãng Ông tiếp tục và đi thẳng đến đó là cái bục binh Phan Đình Phùng. Và chúng ta sẽ dừng lại ngay con đường Nguyễn Thi để gửi đến các anh chị và các bạn. Và ốc vít. Ôi, quá trời đinh luôn. Trời anh đó anh chở đinh vít mà nó lại bị rớt đổ ra đầy đường luôn, quá trời, người ta chạy ngang sẽ bị cán, nguy hiểm quá. Đó, và bên đây là cái sắc màu của lồng đèn, rồi những cái đồ chơi trung thu, con đường của những sắc màu. Rồi, một số hình ảnh về cái khu chợ Kim Biên, chúng ta mới đi dọc ở ngoài rìa chợ thôi, dọc theo bốn tuyến đường vòng ngoài chợ để gửi đến chị và các bạn, để thông qua đây thì các anh chị cũng có thể hình dung được cái vị trí của ngôi chợ và cũng như cái đặc thù của ngôi chợ Kim Biên là như thế nào. Rồi bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Cảm ơn bà con đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng Vinh Lâm TV. Trước mặt chúng ta đó là bưu điện Chợ Lớn và con đường Nguyễn Thi. Đến đây rồi thì mình sẽ vòng qua một số hình ảnh về con đường Nguyễn Thi luôn ha, để các anh chị các bạn có thể hình dung được khu vực này nó sẽ bán như thế nào, để vài bữa chúng ta sẽ có một cái video chi tiết về cái khu vực này. Ở đây bán rất là nhiều đồ tấm thiết, rồi những cái lưới thép, lưới B40, ổ khóa, rồi rất là nhiều luôn. Và thẳng hướng kia chúng ta sẽ ra bến Trần Quang Kiểu. Ở đây bán Mika, bán sắt vê lỗ, đặc biệt là ván, rất là nhiều ván gỗ, ván ép. Các anh chị nào mà có xài ván thì ra đây ha. Và đây là chuyên chúng ta sẽ quẹo qua đây để xem người ta cắt ván nha. Rồi mình sẽ vòng trở lại. Các anh chị thấy ở phía trước là những cái tấm ván á, người ta sẽ cắt ra theo yêu cầu khách. Ví dụ những tấm ván này người ta mua về để làm cái vách, hoặc là cái mặt bàn, hoặc là những cái ghế, những cái vật dụng bằng gỗ. Đầy đủ loại dán hết, dán ép, dán gỗ ghép, rồi dán cốt pha rất là nhiều. Rồi chúng ta sẽ tạm dừng video tại đây nha, hẹn gặp lại cho bà con trong những video sau nha.